Hello cả nhà, hôm nay mình muốn chia sẻ về cái stream tools về Manycam. Tại vì nhiều người cho rằng cái OBS nó miễn phí, nó xài rất là tốt. Nhưng mà để so một cái đồ miễn phí và một cái đồ professional một tí thì dĩ nhiên mình xài trong cái khả năng của mình, cái chất lượng của mình và cái nhu cầu của mình thôi thì nó đủ. Nhưng mà nếu mà vậy thì tất cả con người thì ai cũng đứng chung đứng đứng một chỗ thôi, dậm chân một chỗ chứ không có đi tiếp được nữa. Còn những cái chức năng như của Manycam hay là làm những cái green screen thì nó đã có từ nhiều năm lắm rồi. Nó chuyên môn hơn, nó có trước, nó chuyên môn hơn. Hầu như trong cái thế giới gọi là live streaming, là đưa cái âm thanh, đưa cái hình lên ở trong portal thì họ đã xài từ năm 98, 99 rồi. Trước cái thời Manycam thì có webcam Max để mà làm virtual webcam chứ không có streaming được bằng cái Manycam. Sau đó tới cái Camtasia thì bây giờ nếu mà để thu hình này nó lên tới 8K luôn rồi, tại nó là chuyên môn quá. Còn Manycam là cái mà hiện tại bây giờ mình cảm thấy là xài đơn giản, nhanh, tốt, rõ. Mà nếu mà để mà sử dụng hướng dẫn để mà cách sử dụng này nọ thì mình nghĩ là sau cái video này thì ai cũng sẽ biết xài. Ok. Như các bạn nhìn thấy là cái Manycam, cái giao diện đầu tiên của nó là cái hình không có gì hết. Ở đây có dấu cộng tại vì cái account của mình là 4K. Mình xài studio cho nên có thể làm được 12 hình khác nhau. Mà trong một cái hình mình có thể làm không có limit. Cái đó là limit là nó nằm ở chỗ cái cặp màn hình của mình có chịu nổi hay không. Cái máy của mình tốc độ có chịu được hay không. Đường truyền của mình có ổn định hay không. Thì mình vừa mới reset lại cái router để mà cho đường truyền nó tốt một tí để mình đưa những cái chức năng những cái giải thích này đi lên mạng với một cái chất lượng thật cao. Như hiện tại là mình đang xài cái Cyberlink Screen Recorder mà mình chỉ để là 180, hy vọng bây giờ nó đã lock rồi tại mình đang thu 180 thôi, có nghĩa là HD 180. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái Manycam thì mình có thể lên tới 4K luôn. Ok, các bạn ở đây là nhìn thấy nha, là lên tới 4K 60 hình trên giây đó. Lý do mình không thu hình bằng Manycam mà mình làm xài Cyberlink thì tại vì mình muốn dùng cái Manycam để mình giải thích. Ví dụ như mình bấm lên cái này, bấm lên cái kia, bấm lên nhiều hình khác nhau thì nó sẽ không chỉ vô cái Manycam nữa, thì các bạn sẽ khó hiểu hơn. Cho nên bây giờ, hiện tại bây giờ mình dùng Cyberlink để mà giải thích về Manycam. Ok, cái giao diện của Manycam sau khi mà mình mua cái account để mà mình xài thì nó là lifetime. Ok. Thì trong một cái này ví dụ như bình thường ở đây là nó blank, cái hình này nó cũng để dấu cộng như vậy thôi. Mình được maximum là 12 hình khác nhau. Nhưng mà một 12 khung. Mình xin lỗi nha, 12 khung, một khung mình muốn bỏ bao nhiêu hình, bao nhiêu video clip hay là bao nhiêu cái layer thêm nữa là theo ý muốn của mình. Ok. Như bây giờ là cái background này là mình dùng hình chứ mình không có dùng video. Ngược lại nếu mà mình muốn dùng nó là thành video thì mình lại đổi cái image. Mình đổi image thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là video sống. Rồi video sống rồi người ta lại muốn xài green screen để mà làm nó thành cái background lúc mà ca hát trình diễn. Thật sự mà nói mình khuyên mà con không xài là lý do mình sợ hại máy cho cả nhà mình thôi. Tại vì cái chất lượng hình này nếu mà các bạn nhìn thấy, để mình mở lại, các bạn nhìn thấy là cái chất lượng 4K. Ok, là chất lượng 4K. Để mà cho nó chạy smooth được kiểu này, nó nhanh được kiểu này, nó tốt được kiểu này thì cặp màn hình phải thật tốt. Ok, cặp màn hình phải thật tốt. Những cái này mình đã convert lại, miễn sao mà thấy rõ thôi là được rồi, chứ cũng không có cần phải là 4K thật sự nha, không cần phải 4K thật sự. Chứ video 4K bây giờ trên mạng đây các bạn nhìn thấy. Ok. 2K
2160 là nó nhân đôi của 1080 rồi. Ok. File của nó chỉ có vài phút thôi mà tới 541 MB, thì nếu mà cái file mà để các bạn livestream 1 tiếng 2 tiếng thì có thể là nó sẽ dài hơn nữa, nó sẽ lớn hơn nữa. Đó, để mà cho nó chạy mượt được cái này. Thôi mình trở về lại cái vấn đề, cái này mình có thể làm loop nha, cho nó chạy đi chạy lại hoài. Ok, có thể mình làm loop được. Bây giờ nếu mà thêm cái webcam vào thì dĩ nhiên cái webcam của mình có background. Bây giờ mình nói ví dụ thêm cái Logitech Stream Cam. Không phải là thêm, mình sorry nha, cái này là mình chuyển đổi. Ok, cái này là mình chuyển đổi. Mình trở lại. Mình thêm một cái layer. Add new layer. Và trong layer này mình làm một cái webcam stream cam trước. Các bạn nhìn thấy cái kiểu này thì nó thô quá, có nghĩa là cái background vẫn còn mà các bạn nhìn thấy ở đằng sau mình không có gì màu xanh hết. Để mà xóa nó đi thì OBS không làm được cái kiểu mà không bắt buộc OBS phải xài tới green screen nha. Nhưng mà còn ở đây thì mình có những cái chức năng đó, ví dụ như xóa màn hình. Mình làm mờ màn hình đi, cái background mình làm mờ đi, các bạn nhìn thấy chỉ thấy bóng mình thôi. Hoặc là mình replace nó luôn, replace nó bằng transparent background. Các bạn có nhìn thấy gì không? Là hiện tại các bạn cũng đã nhìn thấy mình ngồi đây và background của mình đã biến mất. Ok. Nhưng mà nếu mà professional hơn thì dĩ nhiên nó lại yêu cầu là phải có cái green screen, một cái màn màu xanh, màu đỏ, màu đen hay là bất cứ màn gì đó, mình không quan tâm, là để cho nó rõ ràng hơn, với lại nó không có bị nhòe hai bên như các bạn nhìn thấy nha. Tại sao có nhiều người họ xài bị mất bàn tay, mất bàn chân đi, hay là nó bị chậm, nó bị giật. Còn ở đây mình chạy rất là smooth, trong khi mình đang thu hình mình vẫn mở hai ba cái webcam được cùng một lúc. Đây là một cái. Còn bây giờ mình muốn thêm vào một cái nữa, cái mới nãy là stream cam rồi, thì bây giờ cái này mình xài cái webcam khác chiếu ra ngoài được. Ok. Thì cũng như cái kia, cũng như cái kia, bây giờ đang dọi ánh nắng mặt trời, mình cũng có thể xóa nó đi, cái background. Ok. Mình replace, làm hình ảnh, hay là làm ở ngoài biển, hay là mình có thể xóa nó đi để transparent luôn cho các bạn nhìn thấy. Ok. Yeah, cái này là hai cái webcam. Mình có thể xài single. Đây, ở đây mình để một cái webcam và mình chuyển đổi nó qua. Cái cách chuyển đổi hình ảnh để mà nó chạy transparent, mình có thể để random. Ok. Mình có thể để random đây. Đó, random, hay là kéo dài 2 giây, hay là mình muốn nó chuyển kiểu nào là do ý của mình. Ví dụ mình bây giờ mình muốn chuyển qua cái kiểu kiểu khác đi. Các bạn nhìn thấy không, nó không chạy nữa. Ok, nó không chạy nữa. Rồi cái này là một cái camera, rồi sau đó là thêm một cái camera nữa. Thật sự mình đang xài hai cái thôi. Ok. Các bạn nhìn thấy chuyển qua chuyển lại, chuyển hình. Đúng không? Ok. Ngoài ra cũng giống như cái OBS thì các bạn có thể để text lên. Ở đây các bạn có thể đánh chữ lên, hay là đánh cái thời gian, cái thời gian, cái timer. Ví dụ như mình làm cái report nào đó, mình có thể turn on nó. Ok, thời gian hay là timer. Ok. Còn đây là giờ giấc. Giờ giấc thì đây, mình có thể chuyển màu theo ý muốn. Ok. Cái giờ giấc này mình cũng có thể move nó đi đâu mình move nha. Tắt dây, thêm dây. Ok. Đây. Đó là cái những cái mà vui chơi vui vẻ thôi. Còn ở đây ngược lại mình có thể thêm text. Ví dụ như mình đánh một cái text test cho vui để chia sẻ. Thì các bạn nhìn ở đây mình chưa turn on nó, bây giờ mình turn on cái text thì ở đây nó đã có một cái text là test cho vui để chia sẻ. Ok. Trong này thì các bạn nhìn thấy nhiều cái khung kiểu này để dễ nhận ra, nhưng mà lúc mà streaming lên hay là thu lại thì nó sẽ không có những cái frame này, không có những cái khung này nha. Bây giờ chữ của nó thì mình có thể tạo chữ nào theo ý muốn, italic, màu theo ý muốn. Ok. Đây. Rồi transparent thì mình để cái background transparent luôn.
Rồi mình muốn nó chạy hay không, từ trái qua phải, nhanh hay chậm, nhanh và chậm, hoặc là đứng luôn, đúng không? Các bạn có thể để nó lên trên, để nó ở dưới. Có thể lựa chọn cái mẫu chữ như tùy nha. Nếu mà các bạn xài Vini thì các bạn phải đánh tiếng Việt bằng Vini qua cái mình thì quen xài VPS key nha. Nếu mà cái mẫu chữ VPS thì chọn VPS để mà đánh tiếng Việt, nếu không thì nó không hiện ra tiếng Việt đâu. Ok, đây ví dụ như mẫu chữ khác đi. Thư pháp, đây thư pháp. Test cho vui để chia sẻ, các bạn nhìn thấy chữ nó bị nó khác hay không. Bây giờ mình chọn ví dụ mình chọn VPS. VPS và mình đánh lại, hay là Vini đi, Vini nha. Thì mình chọn lại ở đây Vini. Đây, thay đổi. Và mình đánh lại để chữ sẻ, chữ E nữa. Đây, các bạn nhìn thấy đúng không? Đó. Nó rất là đơn giản. Ngoài ra lúc mà livestream thì mình cũng có thể để tên ca sĩ, tên nhạc sĩ vào. Mình biết cái video này mình đưa lên thì nhiều người sẽ tò mò tìm hiểu lắm. Cái này mình nói chuyện thực tế nha. Cái này mình nói chuyện thực tế. Ví dụ muốn thường là livestream họ ít khi mà đưa được cái tên bài hát vào hay là tên ca sĩ vào, tại vì tốc độ có giới hạn, tốc độ của người sử dụng có giới hạn. Nhiều khi họ xài 4-5 người họ thì có thể là kịp, nhưng mà cái người chuyên môn về cái này lại không chuyên về cái kia, người chuyên cái kia lại thiếu sót một cái nọ đó. Bây giờ ở đây thì mình có thể làm title như hiện tại. Bây giờ mình lấy cái tên của mình là J Nguyễn Data đi ha. Thì ở đây một bài hát nào đó, thí dụ như đây, ở đây để sẵn remote web trời thì mình dùng remote web trời luôn. Mình chỉ cần turn on nó thôi. Ok, còn nếu mà cảm thấy nó bị che đi rồi thì mình có thể đưa nó lên trên này, đưa cái video lên trên này, đúng không? Mình đưa video lên ở đây remote web trời và sau đó mình tắt nó đi. Cách tắt, cách mở nó rất là êm dịu. Ok, cách tắt, cách mở của nó rất là êm dịu. Này, từ từ. Rồi, nó còn có những cái effect kiểu khác nữa, giống như là mình đưa thêm hình này nọ vào cho vui. À, đúng không? Mình đưa thêm hình, hay là lúc mà mình ngồi mình dạy mấy đứa nhỏ học bài thì ok, A, alligator. À, hay là cái bảng để mà mình vẽ thêm, mình viết chữ này nọ. Cái đó là do mình hết, tất cả là do mình hết. Ở đây mình vẫn có thể ngồi giới thiệu, cũng giống như những người phóng viên, họ ngồi họ đọc tin tức thì họ làm thêm một cái bảng, một cái khung nữa. Ok. Cái mình chia sẻ ở đây là để cho mọi người biết là nó rất là đơn giản, nó rất là đơn giản và dễ xài, chứ không phải là tìm cái gì đó cho nó khó. Đây mình có thể tắt nó đi. Mình tắt nó đi. Còn ở đây là mình đang hiện tại cái này là mình có thể thu hình được, là nó sẽ được lưu ở đây my recording, rồi sau đó những cái video mình đã từng làm qua bằng cái này ha. Yeah, ngoài ra thì thật sự mà nói không còn gì để mà giải thích thêm. Mình có thể paint, vẽ trên cái hình này, vẽ trên cái hình kia, nó không có cầu kỳ như OBS. Còn ở đây mình dùng live stream thì mình chọn cái đường output của microphone, giống như hiện tại bây giờ mình đang xài microphone thì nó có tín hiệu của microphone, cái đường what you hear. Ok, còn ở đây mình chọn soundcard của mình. Cái mà Huy thích về cái Manicam này là cái live stream. Các bạn nhìn thấy ở đây mình đã login rồi, luôn cả YouTube mình cũng có thể login luôn. Đây, luôn cả YouTube mình cũng có thể login. Ok. Và bây giờ mình chỉ cần bấm live stream ở đây thôi. Mình chỉ cần đây, mình bấm live stream cho các bạn nhìn thấy luôn. Mình chỉ cần bấm live stream ở đây thôi là ở đây bắt đầu thời gian nó đã chạy. Và mình có thể vào trang web.
Mình coi coi mình đang livestream hay không. Chỉ cần một click một thôi, không cần phải đi vào trang web hay làm sao đó. Đây, hiện tại là mình đang live, các bạn nhìn thấy không? Cái thôi là ở đây bắt đầu thời gian nó đã chạy. Đó. Thôi mình off đi. Cái video này mình sẽ đưa lên sau. Và mình tắt nút off thôi. Ok. Ngoài ra thì nó còn có YouTube và Twitch. Các bạn nhìn thấy ở đây nha. Mình có thể add thêm nhiều server khác nhau, ví dụ như 5 người bạn xài 5 account Facebook khác nhau, mà có 2 người bạn xài thêm Facebook ở YouTube nữa. Mình có thể add vào thêm và chỉ cần một click là các bạn online complete luôn. Ok. Như trên này, ở đây nó có cái viết, có nghĩa là edit. Thì ở đây mình có thể để title. Ở đây mình có thể viết cái bài đăng nào đó trước khi livestream. Ở đây trong nhóm, nếu mà mình chọn trong nhóm thì mình chọn trong nhóm nào. Ở đây nó tự động nó connect, nó hiện ra hết. Ok, nó hiện ra hết. Mà cái hay của nó thì các bạn cũng đã nhìn thấy rồi. Tuy là Facebook nó để 720, nhưng mà nếu mà mình xài maximum, mình xài maximum thì là 4K đây, đúng không? YouTube có 4K, nó support 4K, cho nên livestream ở đâu cũng được hết. Bất cứ chỗ nào mình livestream cũng được. Ok. Nếu mà các bạn ví dụ như bây giờ như mình ở đây, mình thêm một cái layer nữa. Thêm một cái layer. Trong layer này mình đang ngồi mình hát, mình tìm nhạc trên mạng, ví dụ như mình tìm YouTube đi nha. YouTube. Đây, có khi nào rời xa chỉnh la. Karaoke. Các bạn nhìn, mình bấm vào đây để mà bình thường là mình hát. Nhưng mà bây giờ mình muốn hay hơn nữa, mình lấy cái link của nó. Mình copy cái link của nó, copy. Sau đó mình add ở đây cái video, mình add cái link. Ok, mình add cái link vào. Đây, giống như là video web source. Sorry nha, tại ở đây đây, cái YouTube đây. Mình add cái link nó vào. Và mình chỉ có ngồi mình hát, mà các bạn bên kia vẫn nhìn thấy mình đang livestream và mình đang hát cái gì. Ok. Thì cái connection ở đây thì nó các bạn nhìn thấy đúng không? Có nghĩa là mình thêm một cái video nữa. Là các bạn nhìn thấy có, từ từ mình tắt nó đi, unmute layer, mình có thể remove cái layer này. Đó là những cái lợi, những cái tiện, những cái đơn giản, những cái hay. Thậm chí bây giờ mình có thể dùng cái background này, mình dùng cái background này để mà mình làm hình nó chạy trong lúc mình hát. Ok, để mà hình chạy trong lúc mình hát. Các bạn có nhìn thấy không? Cho nên tại sao mà phải lưu lại những cái sân khấu, những cái hình background sân khấu, mà ở đây mình có thể làm được hết tất cả. Để chữ nó chạy, mình để hình mình vô cái video là mình có thể ca hát được. Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu du tình. Đó. Ok. Đó là cái mà mình muốn chia sẻ hôm nay để mọi người nhìn thấy. Nó rất là đơn giản, nó rất là dễ xài, chứ nó không khó một tí nào hết. Ok. Nó không khó một tí nào luôn. Còn nhiều khi mình click mà mình sợ nó sai hay là nó nhúc nhích kiểu này nè. Ở đây nó có cái khóa, bấm vào
không cử động được nữa. Ok. Còn bây giờ nếu mà mình làm từ từ, mình mở khóa ra và mình cho cái khung này nó to ra, đúng không? Xin lỗi, ở đây. Rồi, ok, mình trở lại tại có chuông. Đó, như ở đây là một cái sân khấu, ở đây mình có thể làm một cái sân khấu thứ hai, và ở đây mình có thể làm cái sân khấu thứ ba, hay là thêm nhiều hơn nữa. Ok, thêm nhiều hơn nữa. Yeah, thì mỗi người một cái lựa chọn. Ok, mọi người có thể tự lựa chọn cho mình, cho bản thân mình nên xài cái gì, cái nào hay, cái nào dở, cái nào dễ, cái nào tốt, thì các bạn tự nhìn thấy và tự lựa chọn được nha. Ngoài ra thì cái Manicam này support luôn IP camera, có nghĩa là mình ví dụ như tiệm tùng mà xài nhiều cái camera khác nhau thì ở đây mình có thể add thêm layer. Ok, add thêm layer và mình làm nhỏ lại. Trong này mình cũng để camera, bây giờ mình để nhiều cái camera kiểu này đi. Đây, cái này là mình đang làm ví dụ thôi nha. Đó, thì mình có thể chia ra nhiều khung khác nhau để mà mình xem. Add thêm layer, ngừng cái này đi, cái này nhức đầu quá. Add thêm layer, camera stream cam. Cái hay là các bạn có thể add IP camera vào luôn, chứ không phải webcam không, mà là luôn cả IP camera. Ở đây các bạn nhìn thấy, chỉ cần mình đưa cái IP, đưa cái port vào thôi, rồi cái hiệu của camera thì nó sẽ xài được luôn. Đây. Đó, thì mình có thể chia ra nhiều khung khác nhau. Mình có thể chia ra nhiều khung khác nhau. Ok. Hay là mình chiếu cái desktop của mình. Yeah, mình chiếu cái desktop của mình cũng được. Đây, desktop của mình. Full screen. Đó, thì nó coi như là một cái dạng camera nữa rồi. Ok. 2, 4, 6, 8. Nếu mà các bạn muốn lại thêm được nữa. Rồi ở đây mình có thể thêm text vào được nữa ha. Ví dụ như mình ở đây mình bấm copy. Copy cái layer này thì mình đây. Mình có thể copy cái layer này cũng Ctrl C và Ctrl Ctrl C và paste nó thôi. Cái này là mình pass luôn nguyên cái màn hình rồi. Ok, chia sẻ cái video đến đây thì các bạn đã nhìn thấy chức năng của Manicam làm được cái gì rồi. Mình muốn nghe thử coi những cái comment các bạn để lại nó sẽ ra sao. Cho mình biết cái phải gọi là cái gì. Thêm một ít ý kiến của các bạn coi có nên làm thêm video về những cái software khác nữa hay không. Nhưng mà tới bây giờ mình thấy cái Manicam dễ xài nhất và tốt nhất. Mình xin ngừng cái video tại đây để mà mình chia sẻ lên trên mạng. Cảm ơn cả nhà. Bye cả nhà.